Hà Henlie chăm diện đồ bó sát khoe body, không mở được. Hoa hậu Hà Henlie được khen ngợi vóc dáng gọn gàng khi thường xuyên diện những kiểu trang phục siêu mỏng và bó sát. Hà Henlie mặc bộ trang phục đen ngắn cũng và bó sát, khoe thân hình mảnh dẻ trước gương. Hoa hậu cho biết vài tháng gần đây, vì lịch trình công việc bận rộn nên cô ít có thời gian đến phòng gym. Tuy nhiên mỹ nhân ED vẫn giữ được body, không mở thừa. Nhờ có thân hình săn chắc, Hà Henlie chinh phục được những bộ đồ bó sát kén dáng. Mặc kính mít từ đầu đến chân, hoa hậu vẫn khoe khéo đường cong gợi cảm. Phong cách đồ nửa kính nửa hở đặc biệt được Hà Henlie ưa chuộng gần đây. Bằng cách diện áo cổ lọ mỏng dính lộ nội y, cô tôn được thắt eo mềm mại, bụng phẳng. Mỹ nhân 31 tuổi được nhiều khán giả khen ngợi thân hình nóng bỏng khi mặc rất tốt và quần legging bó chặt đôi chân. Dù chỉ mặc áo thun ôm tối giản và không có khoảng hở, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong quyến rũ. Phong cách gợi cảm không cần hở của Hà Henlie còn được thể hiện qua bộ cánh gồm áo nỉ crop top đi kèm áo cổ lọ đen bó sát phía trong. Trang phục giúp cô tôn vòng eo chỉ khoảng 58cm. Mỹ nhân ED khoe da nâu cùng body săn chắc với body suit hở eo. Chiếc đầm mỏng manh hiệu quả trong việc giúp Hà Henlie khoe vóc dáng mà không bị phô trương. Phản cảm. Khi đi sự kiện, hoa hậu cũng ưu tiên các kiểu váy bodycon làm nổi bật 3 vòng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.